Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay Bác Sa Đức Huy xuống Việt Yên để tham dự cái cuộc trưng bày cây cảnh của các anh ở dưới Việt Yên. Thì thực sự là một cái cuộc trưng bày rất nhiều cây đẹp mà các anh tổ chức được cái cuộc trưng bày này thật sự là tuyệt vời. Anh hỏi dân không? Đây ạ. Em chào anh. Chào toàn thể các bạn. Vâng. Thì chúc toàn thể anh em và các bạn xa gần một mùa xuân thật chi là rất chi là sức khỏe và rỡ. Và xin giới thiệu với lại toàn thể các bạn với hội thì sinh vật cảnh anh em xây dựng lên tự nhiên Bắc Giang. Lần đầu là lần đầu tiên. Mong làm sao có sự ủng hộ của toàn thể các bạn và gần xa để hưởng ứng về cái cây cảnh của Việt Nam ngày càng phát triển cao. Vâng. Thôi em xin tự thiệu, em là Bác Sa Đức Huy. Thì hôm nay thì cũng nhận cái lời mời của câu lạc bộ của các anh thì xuống đây giao lưu cùng các anh và chia sẻ những cái tác phẩm đẹp của câu lạc bộ mình. Thì em cũng chúc cho câu lạc bộ mình là ngày một phát triển anh nhá, và thật là càng lớn mạnh nhá. Vâng. Ấy bạn Giang, có thể là nói đôi điều để gửi tới quý vị không, để quý vị biết cái cuộc trưng bày của mình. Chúng chào là anh em yêu cây toàn cây, yêu cây trên cả nước. Thì hôm nay là anh em Việt Yên có tổ chức là cuộc trưng bày để chào xuân 2022. Thì đầu tiên cho Bắc Giang là xin chúc toàn thể anh em yêu cây trên cả nước một năm mới an khang thịnh vượng. Mong rằng anh em yêu cây trên cả nước sẽ phát huy và sẽ đẩy mạnh phong trào yêu cây trên cả nước sẽ một ngày mạnh lên. Và hôm nay thì nhân dịp là 20 thì anh em tổ chức cuộc trưng bày mời anh em tất cả những cả nước đến giao lưu. Anh em chia sẻ những kinh nghiệm về cây, làm sao để cây ngày càng đẹp và phát triển mạnh lên. Cho Giang xin gửi lời chúc lại những toàn thể anh em yêu cây. Cảm ơn bạn nhé. Và cũng chúc cho câu lạc bộ của mình là ngày một phát triển. Thế là mỗi năm tổ chức thường niên à, mỗi năm một lần ấy à? Đây là lần đầu tiên anh em Việt Yên gắn kết đam mê cùng với anh em yêu cây trên cả nước. Thì trước mắt là đầu xuân năm mới thì cũng mở cuộc này ra, còn cuộc sau thì anh em sẽ có gì thông báo sau. Thì hôm nay mình xuống thì cũng thật là thấy cái cuộc trưng bày này rất nhiều cây đẹp và cái cây quý. Thì mình sẽ đi chia sẻ để gửi tới quý vị yêu cây trên cả nước để không đến tham dự được thì cũng có thể là ngắm được những cái tác phẩm quý của câu lạc bộ mình cũng như là tất cả các anh em mang đến đây tham dự bạn nhé. Cảm ơn Bác Sa Đức Huy nhé. Tạo điều kiện là để anh em gắn kết đam mê với cây cảnh nghệ thuật. Ok bạn. Cảm ơn. Thì Bác Sa Đức Huy sẽ đi bắt đầu từ cái sảnh chính này. Một cái xì rất đẹp. Chủ nhân anh Lê Hoàng, cái xì bút đỏ. Em chào các anh nhá. Xin chào nhá. Em chào các anh. Cây xanh của Trường Giang, cây xanh rất đẹp. Thank you.
đẹp quá quý vị ạ. Tuyệt vời, toàn cây đẹp quý vị ạ. Chào người anh em. Hôm nay em hình như là hay đi với anh bonsai chính hiệu nhỉ? Ừ. Em tên gì nhỉ? Em tên Đạt. À, tên Đạt hả? Thế này anh bonsai chính hiệu có về đây không? Không ạ. À đây à? Ừ rồi. Anh này anh là bonsai Đức Huy. Anh bonsai Đức Huy. Ừ. Anh đến tham dự và chia sẻ một số tác phẩm ở câu lạc bộ này gửi tới quý vị. Ừ. Đạt cảm nhận cái cuộc trưng bày này có như thế nào em? Phong trào rất tốt anh ạ. Ừ. Cây cũng chất lượng. Cây nhiều cây đẹp nhỉ? Nhiều tác phẩm quý. Cây xì đẹp quá các vị. Cây xanh nằm liền rất đẹp. Sao Đức Huy sẽ đi tổng thể các cuộc trưng bày, xong thì sẽ dừng lại một số cái tác phẩm để gửi tới quý vị. Xin chào cô chú nhá. Anh. Cây xanh rất nghệ thuật quý vị. Toàn tác phẩm quý đấy quý vị. Thank you.
Chào anh Quang. Chào các anh. Cái sành rất quý thưa quý vị. Dạ, đánh đĩa đấy. Không ơi. Không à? Anh biết đấy là... Em về đâu chưa? Em về đấy. Vừa đến đấy. Dạ. Cây nào của anh? À, hai cây của anh à? Vâng. Trong cái tí anh đi. Cái cây số này nó tên là gì? Cây xanh này nhỉ? Tại... Nhìn cái xanh quý thế nhỉ? Xanh dài. À, của anh Lộc Phú Quý à? Cái xanh của anh Lộc Phú Quý. Cây xanh rất già. Cái nào của anh Khoa ơi? Đây à? À, hai cái xanh của anh Khoa. Cũng để xuống Khoa đây anh. Dạ. Quý vị nào mà yêu thích thì không xuống Khoa à? Anh đọc cái số của anh nào? 0983. Không đại nào. 0983. 306 504. Đây nhá, anh Khoa có hai tác phẩm này mang đến tham dự cái buổi trưng bày này. Cái sân quê đẹp thế anh. Quê này anh sở hữu lâu. Anh hơn 20 năm. Nhìn cái sân quê này rất đẹp quý vị. Cái này là 95. Xanh Nam Điền đó của anh Quang. Cái xanh Nam Điền nghệ thuật cao của anh. Ông tàn bị tít rồi. Cái xanh Nam Điền ở trước mắt quý vị là một cái xanh Nam Điền đang lão rất là đẹp. Tuyệt vời, cây rất đẹp. Chào anh. Cây mặt lao đẹp quá. Sao đó Huy sẽ quay cho mọi người cảm nhận đấy nhá. Còn nhiều cây đẹp lắm. Có thể nói hết vẻ đẹp của cây được, từng tác phẩm được. Thì chỉ biết quay thôi, để cho mọi người cảm nhận thôi. Bạn Thuần ngắm được cây nào chưa? Thuận ơi,
Hàng Lê đúng không ạ? Cây xanh Nam Điền rất đẹp, rất nghệ thuật. Mặt trong bên tường này không chia sẻ được. Thank you.